Rồi ok. Phạm Tuấn PCP xin gửi lời chào tất cả anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nha. Chào anh em, ngày hôm nay em lại làm một cái video ngắn để gửi tới tất cả anh em cái mẫu sản phẩm Condo Talon em vừa mới ráp cho một anh khách ở trên Thái Bình xong. Bây giờ đang mang ra ngoài đồng test đây, đây anh em nhìn thấy. Đấy, ngoài đồng phong cảnh rất chi là hữu tình. Đấy, buổi chiều test nhẹ nhàng cho anh ấy. À, test vội test vàng xong rồi là tối nay lại còn phải gửi luôn xe cho anh ấy để ngày mai anh có hàng để anh chơi cơ. Đấy, anh ấy đang cần gấp. Đấy. Thì trước khi vào phần chi tiết sản phẩm của ngày hôm nay, em xin được nói qua cái thức mua bán em nhé. Đấy, vẫn luôn luôn là ship COD và gửi xe đấy. Ship COD thì anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán giúp em. Đấy, gửi xe để em hỗ trợ ráp và căn chỉnh, test đầy đủ rồi là gửi xe nguyên cây cho anh em. Anh em nhận hàng thì gửi tiền cho nhà xe giúp em. Đấy, để đảm bảo mua bán thành công nhá, anh em gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại em để trên đầu trang kia. 0973194222, 0869329312. Đấy, anh em dành ra một phút gọi điện cho nhau. Đấy, để anh em mình có thể là nói chuyện với nhau, giao lưu xong rồi là chia sẻ với nhau về cái kinh nghiệm về PCB anh em nhé. Đấy, hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh và báo giá chi tiết cho anh em từng bộ phận, từng chi tiết một đấy, để cho anh em tham khảo. Đấy, anh em nhớ nhá, mua hàng có cọc nhá, cọc 200.000, 300.000 tiền trách nhiệm cho em. Cọc đây không phải là để lừa đảo đâu anh em nhé. Cọc đây là để anh em mình có trách nhiệm nhận hàng với nhau. Rồi tiền cọc sẽ được trừ vào tổng tiền hàng anh em nhé. Rồi không để anh em chờ lâu nữa, vào phần chi tiết sản phẩm ngày hôm nay. Đấy, cây Condo Talon này đang có giá là hơn 7 triệu đồng anh em nhé. Hơn 7 triệu đồng một chút nhé anh em nhé. Đã bao gồm ký cước phí vận chuyển rồi anh em nhé. Rồi, vì sao cái cây Condo này nó có giá là hơn 7 triệu đồng? Thì đây, gồm những bộ phận gì? Em xin giới thiệu với tất cả anh em đam mê luôn. Đấy, đầu tiên nó là cái bình nhôm đít tròn nhá, 0,35, sơn alloy trong ngoài nhá, không bao giờ sợ han gì, dùng cả đời cũng ok luôn. Đấy, thứ hai nó là một cái van Superwell hộp đỏ nhá, hộp to bản công ty anh em nhá. Ba nó là kính VT1 anh em nhá. Kính này sẽ sắc nét khỏi bàn rồi đấy. Bốn nó là cái giảm âm. Đấy, giảm âm đầu xoáy nhá, giảm âm mới vừa mới ra lò xong đấy. Rồi đây là khung. Khung nó là khung lộ thoáng anh em nhá, khung vuông lộ thoáng. Đấy, khung XS2020. Đấy, ruột bọc đồng anh em nhá, có 3 mảnh. Tay cầm nhựa hai mảnh anh em nhá. Đấy. Cành là cành lô tha quai thơ tem vàng. Cành là cành lô tha quai thơ tem vàng. Cành nhập tàu anh em nhé. Cành nhập chứ không phải là cành vớ cành vẩn đâu nhá. Cành vớ cành vẩn em không bán. Bán về anh em chơi không được, lại chửi em chết. Rồi, ok anh em. Đấy, anh em nhìn cây Condo có đẹp không? Đẹp, nhờ anh em nhờ. Đấy, em nhìn em còn mê mẩn luôn, còn không muốn bán nên chẳng lẽ lại để dùng. Nhưng mà thôi, đấy, khách hàng là thượng đế, phải giao hàng cho khách là cái trước tiên. Đấy, rồi ok anh em. Anh em xem kênh, nhớ đăng ký kênh và ấn nút like, ấn nút chuông để ủng hộ shop, để shop có cái động lực để làm nhiều cái video hay và bổ ích và mang lại những cái sản phẩm tốt nhất cho anh em đam mê chơi. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo nha. Chào anh em.